Công ty Mobile Carcare Việt Nam vừa phối hợp với khoa Công nghệ động lực, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Car Service Unit Tour lần thứ 3. Đây là chương trình dành cho sinh viên đang theo học ngành ô tô tại các trường đại học có cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm thực tế dịch vụ chăm sóc xe, giúp các em trang bị những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho công việc sau này. Đây là chuỗi các sự kiện thường niên về dịch vụ chăm sóc xe nhằm giúp sinh viên đang theo học ngành ô tô tại các trường đại học có dịp tiếp xúc với thực tế. Ngoài hai đơn vị đồng tổ chức, chương trình còn nhận được sự bảo trợ của Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, sự đồng hành của nhà tài trợ Thaco, nhà tài trợ AP Sài Gòn Petro và các đơn vị đồng tài trợ khác. Qua thực tiễn tiếp xúc với các trường đại học thì chúng tôi nhận thấy là các bạn sinh viên đang bị hạn chế về cái phần thực hành kỹ năng. Chính vì vậy chúng tôi cùng phối hợp tổ chức ra cái chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp về ô tô hàng đầu để tham gia cùng với nhà trường, tạo một cái sân chơi giúp các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc với thực tế nhiều hơn. Thì qua 3 năm tổ chức thì năm nay chúng tôi đã có những cái hoạt động rất là nổi bật, ví dụ như là cuộc thi viết tôi chọn ô tô, tôi chọn con đường, để giúp các bạn có cái định hướng và khơi dậy cái đam mê về ngành ô tô cho các bạn sinh viên đang học tại nhà trường. Ngoài ra chúng tôi có các thi về tay nghề sinh viên như là đo kiểm hộp số, đo kiểm động cơ, chẩn đoán điện và cuộc thi chăm sóc xe, detailing contact, là những hoạt động giúp các bạn có cơ hội thực hành trực tiếp trên những chiếc xe. Sau 3 năm thì chúng tôi đã thu được những kết quả rất là khả quan. Nhiều trường đại học đã gọi là liên hệ với chúng tôi để mà có thể phối hợp tổ chức ở nhiều tỉnh thành khác, và hàng ngàn sinh viên đã được tiếp xúc với những cái dịch vụ ô tô. Đến với chương trình năm nay, khách tham dự đã được chăm sóc xe miễn phí với các dịch vụ như rửa xe, chẩn đoán hệ thống điện tử, chăm sóc xe, thay nhớt, kiểm tra ắc quy, kiểm tra lốp xe, khử mùi diệt khuẩn máy lạnh và nội thất. Tất cả công đoạn đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Thaco. Các hãng tham dự và sinh viên ô tô của khoa Công nghệ động lực đã được huấn luyện kỹ càng, sử dụng các thiết bị máy móc cùng hóa chất chuyên dụng chính hãng. Hơn 70 xe ô tô đã được chăm sóc toàn diện tại chương trình này. Trong bối cảnh vấn đề đào tạo ngành ô tô còn gặp nhiều hạn chế, Car Service Unit Tour, trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học là một chuỗi sự kiện đáng chú ý. Việc kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp đã tạo nên một chương trình rất thực tế dành cho sinh viên. Đây là cái chương trình hoạt động thường niên của khoa Công nghệ động lực về vấn đề kết nối cộng đồng. Đó là nằm trong cái chương trình đào tạo của khoa. Quá trình trong cái chương trình này thì giúp cho sinh viên có được cái cơ hội để tiếp cận với thực tiễn của đối với các cái thiết bị mới hiện đại và các phương pháp sửa chữa ô tô để đáp ứng được trong cái sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Và thông qua cái chương trình này thì sinh viên cũng có được một cái tinh thần và một cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc đối với nghề nghiệp, và các em sẽ có cái sự suy nghĩ đúng mức và lựa chọn ngành nghề của mình sau này ra cái đối để tham gia cái thị trường lao động Việt Nam một cách tốt nhất. Những nét chính năm nay của Car Service Unit Tour là 4 cuộc thi kỹ năng thực hành nghề sinh viên, gồm thi thực hành tháo lắp đo kiểm hộp số tự động, thi thực hành tháo lắp đo kiểm động cơ, thi chẩn đoán xử lý hư hỏng của hệ thống điện thân xe và cuộc thi chăm sóc xe. Đây cũng là lần thứ 2 em tham gia chương trình với tư cách là một cái người là đồng hành hỗ trợ cho chương trình. Thì trong chương trình này cũng đã mang lại cho em về cái kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm của mình với trực tiếp tiếp xúc xe trong quá trình học tập, là dùng kiến thức của học tập để mình trải nghiệm thực tế trên xe và hỗ trợ cho xe khắc phục những tình trạng lỗi cũng như là đưa xe trở về trạng thái tốt nhất có thể. Thì em cũng đại diện cho các bạn sinh viên của khoa Công nghệ động lực cũng rất mong ban tổ chức của chương trình có nhiều cái hoạt động để giúp cho sinh viên của khoa Công nghệ động lực cũng như là các bạn sinh viên của trường tiếp cận được với cái xe cũng nhiều hơn, và đồng thời tạo ra thêm nhiều môi trường cho sinh viên của khoa Công nghệ động lực nói riêng và cũng như các bạn sinh viên học ngành kỹ thuật ô tô trên cả nước nói chung thì có thể tiếp cận được với xe nhiều hơn. Để tạo thêm những hiệu ứng tích cực cho chương trình năm nay, ban tổ chức cũng đã mở cuộc thi viết chủ đề Tôi chọn ô tô, tôi chọn con đường, đồng thời cũng trao 10 suất học bổng cho các sinh viên ngành ô tô của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong học tập.